Tổng thống Biden sẽ làm gì trong thời gian cuối ở Nhà Trắng? Trong bài phát biểu tại phòng bầu dục hôm 24 tháng 7, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nói lời từ biệt, nhưng công việc của ông vẫn chưa hoàn tất. Tổng thống Joe Biden đã có bài phát biểu trước quốc dân từ phòng bầu dục vào tối 24 tháng 7, trong đỉnh điểm của những tuần căng thẳng chứng kiến ông từ bỏ đề cử tổng thống của Đảng Dân chủ, hành động mà một ngày nào đó có thể trở thành thời điểm quyết định trong sự nghiệp chính trị của ông. Bài phát biểu là một nỗ lực để ông Biden rời khỏi đời sống chính trị một cách nhẹ nhàng, nhưng nó cũng như một lời nhắc nhở rằng chỉ vài ngày sau khi tổng thống công bố quyết định chưa từng có của mình, nước Mỹ đã bước tiếp với guồng quay bầu cử. Các đại biểu Đảng Dân chủ nhanh chóng ủng hộ người được ông Biden lựa chọn, Phó tổng thống Kamala Harris và gần 90% cử tri dân chủ được khảo sát cho rằng ông đã đưa ra lựa chọn đúng đắn. Tổng thống Mỹ phát biểu trong một hoàn cảnh đặc biệt, chỉ vài tháng trước cuộc bầu cử năm 2024, ông Biden đã bất ngờ thực hiện lời hứa năm 2020 là trở thành cầu nối cho thế hệ lãnh đạo tiếp theo. Tôi quyết định cách tốt nhất hướng về phía trước là truyền ngọn đuốc cho thế hệ mới, đó là cách tốt nhất để đoàn kết đất nước chúng ta. Câu hỏi đặt ra là vị tổng thống sắp mãn nhiệm sẽ làm gì trong thời gian còn lại. Bản thân tổng thống Biden khẳng định rằng công việc của ông vẫn chưa hoàn thành và đã nói rõ vào tối 24 tháng 7 rằng ông muốn giải quyết những vấn đề còn lỏng lẻo trong chính sách. Chẳng hạn, ông cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực bảo vệ nền dân chủ ở trong và ngoài nước, cam kết đi đến lệnh ngừng bắn ở Gaza trước khi rời nhiệm sở. Nhưng ngoài việc hoàn tất các di sản của một vị tổng thống, vẫn còn một chiến dịch tranh cử đang diễn ra. Vậy ông Biden có thể đóng vai trò gì trong cả hai? Các chiến lược gia và những người thăm dò ý kiến đều đồng ý, tổng thống Biden có thể đóng vai trò quan trọng với bà Harris trên con đường tranh cử. Bản thân ông rõ ràng cũng nghĩ như vậy. Hôm 22 tháng 7, ông phát biểu từ xa tại một sự kiện tranh cử ở Delaware. Tôi sẽ lên đường và tôi sẽ không đi đâu cả đồng thời nhắc lại sự ủng hộ dành cho bà Harris. Cô ấy cưng rắn, cô ấy có năng lực, cô ấy là một đồng sự tuyệt vời với tôi và là một nhà lãnh đạo cho đất nước chúng ta. Chuck Rocha, cựu cố vấn cấp cao cho chiến dịch tranh cử năm 2020 của Thượng nghị sĩ Bernie Sanders, nói rằng ông Biden có cơ hội giúp đỡ bà Harris nhờ ảnh hưởng tới các thành viên công đoàn và cử tri thuộc tầng lớp lao động da trắng ở Pennsylvania và Michigan những nhóm đã giúp tạo nên chiến thắng năm 2020 của ông. Evan Rose Smith, người đứng đầu cuộc thăm dò ý kiến của Bluebrin, nói rằng ông Biden cũng cần kêu gọi những cử tri trung thành nhất của mình, rằng điều quan trọng là họ không chỉ đi bỏ phiếu cho Harris, mà còn thay mặt bà gõ cửa từng nhà để vận động người khác đi bầu. Fernand Amendi, một nhà thăm dò của Đảng Dân Chủ, nói rằng Ông Biden có thể khẳng định lại những thành công trong chính quyền của mình như một làn gió chính trị đằng sau cánh buồm của chiến dịch Kamala, nhấn mạnh vai trò của bà trong hoàn thành công việc phó tổng thống. Về cơ bản, các chuyên gia cho rằng động thái tốt nhất là ông Biden sẽ trợ giúp bà Harris ở những nơi có thể nhưng không để lộ bản thân quá mức. Chính ông cũng dường như nhận ra đã đến lúc mình phải lùi lại một bước. Ông nói Tôi biết cần có thời gian và địa điểm để có nhiều năm kinh nghiệm trong đời sống công cộng, cũng cần có thời gian và không gian cho những tiếng nói mới. Vâng, tiếng nói trẻ hơn, thời gian và địa điểm đó là bây giờ. Các chiến lược gia và nhà thăm dò ý kiến cho rằng ông Biden nên tập trung vào việc làm tổng thống trong thời gian còn lại tại vị. Chuyên gia Rose Smith nói, vai trò quan trọng của tổng thống lúc này để chứng tỏ rằng Đảng Dân chủ có thể tiếp tục cầm quyền, thể hiện tốt năng lực đồng thời tìm cơ hội nhắc nhở cử tri về những thành tựu trong chính quyền của mình. Từ đạo luật giảm lạm phát đến luật cơ sở hạ tầng là một trong những cách tốt nhất mà ông có thể hỗ trợ bà Harris. Nhà thăm dò Amandi cũng cho rằng, chính quyền Biden-Harris có một câu chuyện tuyệt vời để kể. Đó là một câu chuyện đã bị phá hoại bởi những lo ngại chính đáng về việc liệu Tổng thống cao tuổi có thể tiếp tục nhiệm kỳ 4 năm nữa hay không. Killer Condit Quản lý biên tập tờ Cristobal của Sabato tại Trung tâm Chính trị Đại học Virginia đánh giá khả năng làm bất cứ điều gì thực sự quan trọng của ông Biden bị hạn chế vì ông phải đối mặt với một quốc hội bị chia rẽ và mùa bầu cử đang diễn ra sôi nổi. Nhưng có một số việc mà tổng thống có thể tự mình thực hiện. Thứ nhất, người Mỹ đang phụ thuộc vào kinh nghiệm chính sách đối ngoại sâu rộng của ông vào thời điểm khó khăn đối với Trung Đông và châu Âu. Trong bài phát biểu hôm 24 tháng 7 của mình, ông cho biết ông sẽ tìm cách mang lại hòa bình và an ninh cho Trung Đông và tiếp tục tập hợp một liên minh các quốc gia để ngăn chặn việc Nga ở Ukraine, củng cố NATO và các đồng minh của Mỹ ở Thái Bình Dương. Tất cả những điều đó có thể không đạt được trong năm tháng, nhưng ông có thể nỗ lực để đạt được tiến bộ rõ ràng. Tổng thống Biden cũng có thể tìm kiếm những chiến thắng về chính sách đối nội trong các vấn đề từng cản trở việc ứng cử của ông, bao gồm cả nhập cư và lạm phát. Ông cũng có thể nêu bật những thành tựu về các chính sách ít được biết đến hơn như đàm phán giảm giá thuốc cho người Mỹ tham gia Medicare. Hôm 24 tháng 7, ông nhấn mạnh những đề xuất cải cách của tòa án tối cao và chương trình Cancer Moonshot, nơi bệnh nhân ung thư có thể chia sẻ những câu chuyện về cảm hứng và hy vọng của họ để chống chọi lại căn bệnh, là một trong những ưu tiên của mình những nỗ lực đó cũng phục vụ mục đích kép là củng cố di sản và tăng tỷ lệ ủng hộ ông, điều cũng hữu ích đối với bà Harris. Ông Amandi nói: "Tôi nghĩ tổng thống Biden sẽ rời nhiệm sở vào tháng 1 với tỷ lệ ủng hộ cao hơn đáng kể, vì trở ngại duy nhất trong việc đánh giá ông ấy hiện đã được loại bỏ, đó là mối lo ngại rằng ông Biden sẽ tái tranh cử ở độ tuổi mà những hạn chế về thể chất không cho phép ông tiếp tục." Tổng thống Biden bỏ cuộc đua vào Nhà Trắng và tương lai bất định của Ukraina. Sự ủng hộ của Tổng thống Mỹ Joe Biden vốn được xem là yếu tố then chốt giúp Ukraina có thể tự vệ trước Nga. Giờ đây khi ông rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng và cựu Tổng thống Donald Trump là ứng cử viên hàng đầu, Ukraina dường như sẽ phải đối mặt với tương lai bất định. Trong thời gian giữ chức Phó Tổng thống Mỹ dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama, Ông Biden đã đến thăm Ukraina 6 lần. Ông Biden từng nói đùa rằng ông đã dành nhiều thời gian nói chuyện điện thoại với Tổng thống Ukraina khi đó là ông Petro Poroshenko hơn là với vợ của mình. Với tư cách là Tổng thống Mỹ, ông Biden đã có chuyến thăm bất ngờ tới Ukraina vào tháng 2 năm 2023, một năm sau khi Moscow đưa quân tới Ukraina để gặp người kế nhiệm ông Poroshenko là ông Volodymyr Zelensky và cam kết tăng thêm viện trợ quân sự và tài chính cho nước này. Và ngay sau khi ông Biden công bố sẽ rời khỏi cuộc đua tổng thống Mỹ năm 2024, ông Zelensky đã có bài phát biểu kéo dài nhiều giờ. Tổng thống Ukraine Zelensky viết trên mạng xã hội X: "Chúng tôi tôn trọng quyết định khó khăn nhưng mạnh mẽ của ông ấy. Ông ấy đã từng ủng hộ đất nước chúng ta trong thời điểm kịch tính nhất trong lịch sử." Hiện tại, khi ông Biden đã rút khỏi cuộc đua và cựu tổng thống Donald Trump là ứng cử viên hàng đầu để tái đắc cử vào tháng 11, nhiều người dân Ukraina lo lắng về tương lai của viện trợ quân sự và sự ủng hộ chính trị từ Washington trong bối cảnh Nga đang giành được những thành công chậm nhưng ổn định trên chiến trường. Nhà phân tích chính trị Ukraina, Volodymyr Fesenko, nói: "Điều hiển nhiên là ông Trump sẽ khởi xướng các cuộc đàm phán với Nga về việc chấm dứt chiến sự." nhưng các điều kiện của các cuộc đàm phán này vẫn chưa rõ ràng theo ông fesco mấu chốt vấn đề hiện nay là sự không chắc chắn ông fesco không nghĩ rằng ông trump sẽ buộc ukraine phải công nhận các khu vực bị chiếm đóng ở miền đông và miền nam ukraine là một phần của nga vì điều đó có nghĩa là mỹ sẽ thất bại điều mà ông trump không thể chấp nhận được phần lớn sự không chắc chắn liên quan đến chính sách về ukraine của đảng cộng hòa và khả năng ra quyết định khó lường của ông Trump. Trước đó, ông Trump đã tuyên bố rằng ông có thể chấm dứt chiến sự Ukraina trong vòng một ngày và theo một số nguồn tin, điều đó có thể bao gồm việc thúc đẩy Ukraina nhượng lại lãnh thổ cho Nga. Người đồng hành tranh cử của ông Trump là ông tri Vance đã nói rằng, ông không quan tâm đến Ukraina theo cách này hay cách khác và muốn Washington ngừng hỗ trợ hoàn toàn cho nước này. Tuy nhiên, có nhiều nghệ sĩ thuộc Đảng Cộng hòa hiện đang thúc giục Washington tăng viện trợ cho Ukraina. Ông Trump có thể sẽ tìm kiếm lập trường trung dung, một cách tiếp cận cân bằng, nhưng lập trường thực sự của ông ấy sẽ chỉ có thể hiểu được sau cuộc bầu cử, nhà phân tích Fesenko nhận định. Cho đến nay, ông Trump nhiều lần tuyên bố rằng ông sẽ sử dụng nghệ thuật đàm phán của mình để chấm dứt xung đột Ukraina ngay lập tức. Tôi sẽ giải quyết cuộc chiến giữa Putin và Zelensky với tư cách là tổng thống đắc cử trước khi tôi nhậm chức tổng thống vào ngày 20 tháng 1. Tuy nhiên, ông Trump chưa bao giờ trình bày một kế hoạch chi tiết, cũng chưa nêu tên nhóm an ninh tương lai sẽ giúp làm trung gian cho cuộc xung đột. Ông Zelensky và ông Trump đã có một cuộc điện đàm vào tuần trước, chỉ hai ngày trước khi ông Biden tuyên bố rời cuộc đua, nhưng nội dung về cuộc trò chuyện được giữ kín một phụ tá của Tổng thống Ukraine Zelensky nói với Politico rằng cuộc gọi diễn ra cực kỳ tốt, trong khi ông Trump đánh giá là rất tốt. Nhà phân tích người Đức Nikolai Metrokin của Đại học Bremen cho biết cuộc điện đàm này là khởi đầu tốt đẹp cho mối quan hệ trong tương lai mà hiện tại chỉ là một trang giấy trắng. Ông Metrokin cho rằng dưới thời ông Trump, Ukraine có thể mất hỗ trợ tài chính từ Mỹ, nhưng sẽ nhận được vũ khí như xe bọc thép thứ mà ông Biden vẫn miễn cưỡng từ chối. Hơn một nửa người Mỹ vẫn kiên quyết ủng hộ việc hỗ trợ Ukraine. Vì vậy, cách ứng xử với cuộc chiến của Ukraine và Nga là một bài toán quan trọng đối với bất kỳ tổng thống Mỹ nào trong tương lai. Trung tướng Ihor Romanenko, cựu phó tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Ukraine, nói với Al Jazeera rằng góc nhìn về Ukraine có tầm quan trọng hàng đầu trong cuộc đua tổng thống này. Theo các nhà quan sát, phó tổng thống của ông Biden Bà Kamala Harris, người được ông ủng hộ để tranh cử tổng thống, có thể muốn tăng viện trợ cho Ukraine để cải thiện tỷ lệ ủng hộ của bà. Trong cuộc gặp duy nhất giữa bà Harris và ông Zelensky bên lề hội nghị thượng đỉnh hòa bình ở Thụy Sĩ vào giữa tháng 6, Phó tổng thống Mỹ Harris đã tái khẳng định sự ủng hộ của Washington. Tuy nhiên, ông Romanenko cho biết bất kỳ quyết định nào của Washington nhằm tăng cường viện trợ đều phải nhanh chóng, mạnh mẽ và liên quan đến phần lớn vũ khí hiện đại. Theo ông Romanenko, chỉ có điều này mới có thể giúp ích cho tình hình ở tiền tuyến, đặc biệt là ở miền đông Ukraine. Đằng sau động thái rút lui chưa từng có tiền lệ của Tổng thống Biden. Theo kênh CNN, chiều ngày 21 tháng 7 theo giờ bờ Đông nước Mỹ, Tổng thống Joe Biden đã bất ngờ tuyên bố rút lui khỏi chiến dịch tái tranh cử tổng thống năm 2024, đồng thời ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris thay ông gánh vác trọng trách làm ứng cử viên của Đảng Dân chủ. Tổng thống Biden đã phải đối mặt với một con đường khó khăn phía trước. Hơn 30 thành viên Đảng Dân chủ đã công khai kêu gọi ông rời khỏi cuộc đua với ông Trump. Các nhà lãnh đạo đảng đã nói với ông rằng ông không thể thắng. Các nhà tài trợ thì đang rút lại tiền khi họ cảm thấy bị phản bội vì thiếu thông tin tiết lộ về tình trạng sức khỏe của tổng thống Biden. Tổng thống Biden và nhóm của ông đã cố gắng coi màn tranh luận trực tiếp với ông Trump là một đêm tồi tệ. Ông và các trợ lý nói rằng màn thể hiện yếu kém là do chuyến đi nước ngoài của tổng thống. Ông Biden nói sẽ tranh luận lại và làm tốt hơn. Nhưng trong giới Đảng Dân chủ, tâm lý hoảng loạn đã bắt đầu xuất hiện. Vấn đề đã rõ như ban ngày. Vấn đề lớn nhất của ông Biden với cử tri là họ cảm thấy ông không còn đủ khả năng đảm nhận công việc trong 4 năm tới. Cuộc tranh luận đã xác nhận nỗi lo sợ của họ và khiến điểm yếu chính trị lớn nhất của Tổng thống Biden lộ rõ. Ngay cả khi Tổng thống Biden khẳng định không có gì có thể thuyết phục ông rời khỏi cuộc đua, các thành viên của đảng Dân Chủ vẫn bắt đầu hành động và để ngỏ cánh cửa cho một thay đổi. Ngày 2 tháng 7, hạng nghị sĩ Lloyd Doggett của bang Texas là thành viên đảng Dân Chủ đầu tiên kêu gọi ông Biden rút lui. Ngày hôm sau, ông Biden gặp một nhóm thống đốc đảng Dân Chủ, nói với họ rằng ông cần ngủ thêm và nên ngừng lên lịch các sự kiện sau 8 giờ tối. Vào ngày 5 tháng 7, ông Biden đã có cuộc phỏng vấn với kênh ABC News nhằm chứng minh rằng ông có thể tiếp tục vận động tranh cử. Trong cuộc phỏng vấn, ông Biden nói rằng chỉ có chúa toàn năng mới có thể thuyết phục ông rời khỏi cuộc đua. Theo một cố vấn chiến dịch cấp cao, quyết định cuối cùng rời khỏi cuộc đua của Tổng thống Biden đã được đưa ra trong 48 giờ. Một nguồn tin quen thuộc về vấn đề này cho biết kế hoạch rút lui khỏi cuộc đua bắt đầu vào tối 20 tháng 7 và được chốt vào ngày 21 tháng 7. Tổng thống Biden đã nghiên cứu tất cả các dữ liệu được đưa ra và cho rằng ông ấy sẽ không đảm bảo được tấm vé vào Nhà Trắng. Theo một quan chức cấp cao của Nhà Trắng, quyết định của ông Biden không liên quan đến bất kỳ vấn đề y tế nào. Tối 20 tháng 7, Tổng thống Biden đã yêu cầu hai cố vấn thân cận nhất bắt đầu quá trình soạn thảo bức thư và đưa ra thông báo rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng. Ông Biden đã tổ chức một cuộc họp gia đình vào tối 20 tháng 7 trước khi đưa ra quyết định từ bỏ cuộc đua. Tuy nhiên, ông Biden chỉ tham khảo ý kiến của một số rất ít trợ lý thân cận về quyết định này. Một số thành viên trong vòng thân cận của ông đã không biết gì cho đến vài phút trước khi ông thông báo lên mạng xã hội. Tổng thống Biden và Phó tổng thống Kamala Harris đã nói chuyện nhiều lần vào ngày 21 tháng 7 trước khi ông đưa ra thông báo. Nhưng ngay cả Phó tổng thống Harris cũng không biết cho đến ngày ông Biden công bố quyết định của mình. Những tổng thống Mỹ từng rút khỏi chiến dịch tái tranh cử trong quá khứ. Ngày 21 tháng 7, tổng thống Mỹ Joe Biden đã quyết định dừng tranh cử tổng thống năm nay. Quyết định này được đưa ra sau khi ông phải chịu nhiều áp lực từ nội bộ Đảng Dân chủ kể từ sau màn tranh luận thảm họa với đối thủ Đảng Cộng hòa Donald Trump. Ông Biden là tổng thống đương nhiệm đầu tiên rút khỏi cuộc đua tranh cử kể từ năm 1968. Trước đó, nước Mỹ từng chứng kiến không ít tổng thống đương nhiệm từ bỏ chiến dịch tái tranh cử. Bầu cử năm 1968, Lyndon B. Johnson, Lyndon B. Johnson, đảng viên Đảng dân chủ là tổng thống đương nhiệm vào năm 1968. Ông lên nắm quyền sau khi tổng thống John F. Kennedy bị ám sát và giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 1964. Tuy nhiên, vào đầu năm 1968, ông Johnson phải đối mặt với phong trào phản đối chiến tranh Việt Nam ngày càng gia tăng tỷ lệ ủng hộ của ông giảm sút, khiến ông chỉ giành chiến thắng xích sao trong cuộc bầu cử sơ bộ tại New Hampshire trước ứng cử viên phản đối chiến tranh Việt Nam là thượng nghị sĩ Eugene McCarthy. Đến ngày 10 tháng 3 năm 1968, tỷ lệ ủng hộ giảm xuống chỉ còn 36%, là mức thấp nhất trong nhiệm kỳ tổng thống của ông. Đến ngày 31 tháng 3 năm 1968, khoảng 7 tháng trước cuộc bầu cử, ông Johnson tuyên bố trên truyền hình quốc gia rằng sẽ dừng chiến dịch tái tranh cử. Phó tổng thống Hubert Humphrey là người thay thế ông Johnson và ứng cử viên Đảng Cộng hòa Richard Nixon là người giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 1968. Bầu cử năm 1952, Harry S Truman, ông Harry S Truman là phó tổng thống dưới thời tổng thống Franklin Roosevelt. Ông Truman lên nắm quyền sau khi ông Roosevelt qua đời vào năm 1945 và đảm nhận trọng trách trong khoảng thời gian còn lại của nhiệm kỳ. Sau đó, ông Truman giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 1948 và đủ điều kiện để tái tranh cử trong cuộc bầu cử năm 1952. Tuy nhiên, đến ngày 9 tháng 2 năm 1952, tỷ lệ ủng hộ ông đã giảm xuống còn 22%, mức thấp nhất mọi thời đại. Đến ngày 29 tháng 3 năm 1952, ông Truman tuyên bố không tái tranh cử. Quyết định này của ông Truman đã mở đường cho ứng cử viên khác của đảng Dân Chủ là Andre Stevenson nhưng cuối cùng Stevenson đã thất bại trước Dwight D. Eisenhower của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử bầu cử năm 1884. Chester Arthur, ông Chester Arthur là phó tổng thống dưới thời tổng thống James Garfield. Năm 1881, ông Garfield bị ám sát và ông Arthur đã thay thế vị trí này. Trong thời gian giữ chức tổng thống, ông đánh mất sự ủng hộ của những đồng minh mạnh mẽ nhất khi đi ngược lại hệ thống bảo trợ lấy thành tích làm tiêu chí để xác định mức lương và thăng chức. Trong đại hội đề cử của Đảng Cộng hòa vào tháng 6 năm 1884, ông Asher không được tái đề cử. Người thay thế ông là ông James Blaine, người thất bại trước ứng cử viên Đảng dân chủ Grover Cleveland trong cuộc bầu cử ngày 4 tháng 11 năm đó. Bầu cử năm 1868, Andrew Johnson, ứng cử viên Đảng dân chủ Andrew Johnson là người đồng hành cùng ông Abraham Lincoln trong lên danh của Đảng Liên hiệp Quốc gia vào năm 1865. Sau khi tổng thống Lincoln bị ám sát, ông Johnson đã đảm nhận vị trí này. Tháng 5 năm 1868, ông Johnson bị luận tội và bị Quốc hội Cộng hòa buộc tội vi phạm đạo luật nhiệm kỳ sau khi ông cách chức bộ trưởng chiến tranh Edwin Stanton thuộc Đảng Cộng hòa. Trong khi đó, Đảng Dân chủ đã không đề cử ông cho nhiệm kỳ mới. Bầu cử năm 1856 Franklin Pierce. Ông Franklin Pierce, thuộc Đảng Dân Chủ, là Tổng thống đầu tiên của Mỹ hoàn thành nhiệm kỳ mà không được đảng của mình đề cử cho nhiệm kỳ tiếp theo. Quyết định này được đưa ra vào ngày 2 tháng 6 năm 1856, chỉ 5 tháng trước cuộc bầu cử. Ông Pierce mất đi sự ủng hộ của những người theo Đảng Dân Chủ miền Bắc kể từ khi đạo luật Kansas-Nebraska năm 1854 về vấn đề nô lệ được thông qua. Điều này khiến những người theo đảng Dân Chủ miền Bắc bất bình khi họ đang cố gắng phản đối chế độ nô lệ. Tại đại hội toàn quốc của đảng Dân Chủ, ông Pierce đã bị loại. Thay vào đó, James Buchanan đã được đảng đề cử và giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 1856. Bầu cử năm 1852, Mueller Fillmore. Ông Mueller Fillmore thuộc đảng bảo thủ Wick là phó tổng thống dưới thời tổng thống Zachary Taylor ông Taylor qua đời năm 1850, sau hơn một năm tại vị. Tháng 6 năm 1852, Đại hội Đảng Whig đã không chọn ông Fillmore, mà thay vào đó chọn ông Winfield Scott để tranh cử trong cuộc bầu cử năm đó. Tuy nhiên, ông Scott không thể giành chiến thắng trước ứng cử viên Đảng Dân Chủ là Franklin Pierce trong cuộc bầu cử năm đó. Bầu cử năm 1844, John Tyler Ông Tyler là đối tác tranh cử của tổng thống William Henry Harrison thuộc Đảng Whig, người giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 1840. Ông Harrison qua đời vì một căn bệnh cấp tính vào năm 1841. Sau đó, ông Tyler tuyên thệ nhậm chức tổng thống. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ, một phó tổng thống tiếp quản vị trí tổng thống giữa nhiệm kỳ. Trong thời gian làm tổng thống, ông Tyler mất đi sự ủng hộ trong đảng của mình và bị trục xuất khỏi Đảng Whig vào năm 1842. Vào năm 1944, ông Tyler vẫn tìm cách tái tranh cử, nhưng đảng Dân Chủ đã chọn ông James Bob. Trong khi đó, đề cử của ông tại Đại hội Toàn quốc của đảng Whig cũng bị từ chối. Vào ngày 20 tháng 8 năm 1844, ông Tyler tuyên bố dừng cuộc đua. Các quyết định rút khỏi cuộc đua tranh cử thường phản ánh những biến động và thay đổi của cả nền chính trị, xã hội Mỹ theo từng giai đoạn lịch sử khác nhau.